Mà để rồi một ngày em sẽ được nhận ra. Yeah. Anh đã có thể là người con trai và yêu em mong bất kỳ một ai. Nhưng có một em lại đợt thêm hai, nên anh biết đời anh nói không sai. Hãy xác định lên một câu bye bye cho tình yêu em sẽ có ngày mai. Và anh khuyên từ sau em nên gai, riêng mình anh không cần em quên lại. Chào mọi người, là anh Gấu nhá. Anh Gấu chung ngủ à? Mong chờ vì ai sao không quay về, mãi em không quay về. Em thích để tên đấy. Chào anh thư sinh. Thích sau này á? Thì lát có sợ đi ngủ quên không? Bằng nhiều mà quần áo ở nhà của em mà để anh vẽ lại cuộc đời của em trong bức tranh này. Vừa tự do nước mắt trên mi em có đau không anh được khi em đau. Anh đã nói với em nhiều lần rằng gieo nhân nào thì ăn quả nấy, em sẽ nhận lấy quả báo. Con tim anh bây giờ tan nát bởi vì em không còn dung thủy, nhưng nên là em một lý do thật mục nát và chuyện tình mình giống như một kịch bản. Nào stop được tin trong em chờ gần đến anh, nhưng mà không nói ra. Mình là người có thời gian à? Lẩu đi anh Mạnh ở đâu vậy? Lẩu đi lẩu anh ơi. Mai á, mai hay là hôm nay? Bây giờ sang những ngày mới rồi. Biết ngay mà. Cái này nào cũng biết nhầm mà. Chào anh Lu. Hôm nay có muốn về cũng không kịp à? Hội lộ á? Hội lộ là từ mùng 1 đến mùng 10 đúng không? Ồ, anh nói em phải nhớ đấy. Em làm mới gặp anh Lu. Không, hội lộ cách nhà em mấy cây ấy. Đi qua nhà em mới đến hội lộ. Này, có lẽ anh sẽ là một người khác, một người xa lạ, nơi cuối con đường hướng theo mỗi bước chân em đi. Mọi người lên hoa và bình chọn 5 sao cho em nhá. Nay đi dạo kiếm được 3 cái áo á. Áo trên top hay là mua áo ở ngoài đời thật ạ? Ăn mừng thọ em của ông nội. Thì để làm con cháu đông vậy. Chào đông mà cũng vãi. Áo áo nhẫn hôm nào. Mừng tuổi chả không sợ hả? À, hóa ra là anh chỉ sợ bị mừng tuổi đúng không? Vì cảm xúc chợt đến và hình ảnh em hiện về,
em nhìn anh và em cười, ôm anh trong vòng tay. Và nếu anh rời khỏi nơi đây, anh sẽ chỉ là một người xa lạ, vì thế giới bên ngoài thật khác. Và anh biết rằng sẽ có rất nhiều người chê anh sau bài hát này, khi anh đã không còn là anh. Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi, mang luôn trái tim anh đi rồi. Và bắt đầu những ngày mới nơi về cuối con đường, anh như một người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai và vui cùng ai bên ai. Và nơi đôi tay đó có còn hơi ấm của anh không, mà nơi trái tim đó có còn rung động vì anh không còn trong đôi mắt đó tồn tại cho gì vì anh không. Người đó sẽ dừng lại, người đó chính là anh. Yêu em anh nhàng thôi cho dù không bao giờ được thấy em hàng ngày, được ta say cùng gió, được em trao tình yêu nắm tay và đi đến suốt. Tổng Lan anh, anh Linh ba chấm ông trẻ rồi đấy. Em mình đứng lên chức gì nhở? Mình mới là lên chức cô gì bác thôi, chưa được lên chức bà đâu. Em chưa được lên chức bà. Tám giờ đi nhà có một xe, gọi thêm một Grab. 17 cây bình thường mà nhìn tí đến đường đông nhìn nhường đi. Nay anh người tách chữ tầm này ngủ rồi anh ơi, một là muộn hẳn, hai là ban ngày thôi, còn cái tầm 5 giờ 6 giờ thì có ai. Hôm nay em còn sâu lúc 3 giờ chiều nữa, 3 giờ chiều bên 7 nữa. Chào anh. Hai tay em ôm xưa rừng rất đau, đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu, chân em lang thang kiếm anh ở không trốn, nước mắt trào biết anh giờ ở nơi đó. Đôi khi cô đơn giết em từng cơn, anh hỡi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên này. Sau bao lâu quên tối nay mình nghe lễ bước, em bước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo anh ở nơi trời xa lắm anh ơi, người ơi tình ơi, chạy đi. Sáng thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng anh vội thay. Em mơ lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không anh lòng em tựa đông, giá mang theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của anh là bao bao lâu. Nhìn vào mắt của anh giờ đây, em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Đi hát bài này hay nhất thì phải hát chưa? Không phải đâu, bài này hát là tâm trạng thôi, em chẳng biết hát đâu mà em hát linh tinh nữa. Rồi díp mắt vào ấy mới ngủ dậy.
bài này nghe cũng hay, tâm trạng ấy. Đây khi cô đơn giết em từng cơn, anh hỡi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sau bao lâu quen tới nay mình nghẹn, lễ bước em bước gì, cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo anh ở nơi trời xa lắm anh ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng anh vội thay. Em mơ lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không anh lòng em tựa đâu, giá băng theo chiều tan lần xa vòng tay của anh là bao bao lâu. Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khóe mi em lệ tuôn thân cay. Em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Nghe bài này chán chẳng muốn lấy vợ á, sao thế? Bài này nó không liên quan gì đến lấy vợ lắm ấy. Em bật cho anh bài này cho muốn lấy vợ nhá. Bài gì nhá? Có ngay một bài muốn lấy vợ. Vợ tuyệt vời nhất luôn nè. Em bài này không biết có muốn lấy vợ không. Chốc anh quên đi bao phiền ưu. Sắp bị lấy vợ rồi Nhu ạ. Nhắm mặt gì? Sắp được lấy vợ chứ sắp bị lấy vợ. Sao em có thể hiểu? Ông nói kiểu như ông bị em ấy, kinh ấy. Bên cạnh anh lấy vợ sắp bị. Ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta. Từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em bao giờ lấy mà bị thả. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Em cũng thích bị lấy chồng lắm nhưng mà không được. Và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là anh, chẳng ai khác ngoài anh. Liên quan gì đến đi hội lộ, anh lấy vợ lấy chồng có liên quan gì đến đi hội lộ? Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là anh. Mang cho em những tiếng cười, mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em miệng dai Hà Nội lại thấy tọc là gì dân tộc á. Là anh có cô dâu chưa? Anh bị bắt lấy cô dâu nào chưa? Khổ ấy, bị lấy vợ. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha?
anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Định cô dâu rồi hả? Em hãy thành dình đúng không? Anh up ảnh cưới sẽ vào comment chào anh bị lấy vợ, xem vợ anh nói gì. Cảm ơn anh đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất em lại không biết Facebook của anh chắc. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì anh từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt thân em. Đi xong chiều bắt xe lên Lạng Sơn á. Anh hiểu rằng anh rất may. Đó thì ông lừa con gái người ta gì, ông còn đổi vị lấy vợ, đồ lừa dối. Hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Khiếp quá, nhìn cái ảnh mới sáng mới mùng 4 Tết mà rạch hết cả mặt cả ngực, có kiểu kinh quá. Anh này, nếu như chiếc bình anh làm cho em bị vỡ, có phải... Ôi, đang hoàng bóng, bao nhiêu nói chuyện nhiều đến xem ạ. Anh cũng không biết nữa. Anh nếu sợ quá. Nếu đó là sự thật, thì anh sẽ giữ cho chiếc bình luôn còn nguyên vẹn. Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ, vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu, mưa cô xoa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ hoa, ngày đó còn nhau trong nỗi đau này. Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa, trôi qua nhanh dù này nhớ về. Em gọi anh yêu thương này không trở lại, nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác rõ. Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này. Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về. Cho vẫy tay xa xôi hai người dừng ngược lối. Nghe mưa trôi lòng bất cân đau sẽ thôi khóc thảm. Cho những tháng ngày đã qua, chưa anh nhìn thấy anh em đem về một nụ cười quen thuộc. Hiểu được rằng chỉ cần một đi tàu từ ga Long Biên lên Đồng Đăng. Để rồi hôm nay lúc em không biết mấy cái đấy đâu. Anh gượng cười vì biết rằng rồi thuê cái nhà nghỉ có ma cả đêm không ngủ được, sợ hết hồn. Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng
trời. Vì gió mang anh về nơi chốn nào, trong quỳnh gấm cô dâu dù đầu vẫn mong mưa thật lâu. Mưa cô sao cho quên ngày sau, trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Ngày đó còn nhau trong nỗi đau này, giờ hay lỗi nước mắt em hòa mưa lớn ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù này nhớ về. Em gọi anh yêu thương này không trở lại, nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác xa. Sao anh lại không đi nick chính mà anh đi clone làm gì? Thì thôi anh bước ra thương yêu và xa chốn này. Anh và em đã có lúc ân tình chúng ta thường về nhau nhìn thấy nhau. Hôm nay như người dưng ngược lối mong mưa trôi lòng bất cân đau. Gọi là chấm, anh chấm. Anh chấm ơi anh chấm. Em có nói chuyện với ai đâu mà nói với ai. Lần thứ hai ra đồng đăng sẽ ra sau đây. Lần thứ nhất ra làm sao mà lần thứ hai thì hỏi thế. Có nhiều cái kỷ niệm lắm hay là làm sao? Hay là bị làm sao? Tình yêu tả thượng nên vì sao đến nay không còn sang cho riêng đôi mình và bài ca khi mình bên nhau giờ cũng thôi dùng trên phim ngàn. Đừng nhìn em như bây giờ, người nói đi người ơi, em ước gì là chia tay này. Đừng đắng cay để em đứng yên trong lòng. Chào Wendy, chào anh chấm vào nick chính. Và chiều hoa sương rồng trên cao là thứ anh chăm lo rất nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ không khi thân đau. Em có bảo anh nói dối đâu mà phải tin, ở trên mắt. Em dễ tin người mà em hay bị lừa lắm. Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa. Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu nhủ nhiều. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đã trong lòng em nhớ làm cho vẫn đi lệ rơi. Chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh gần cùng một người tốt hơn em. Thuê cái nhà nghỉ có ma cả đêm bị đánh thức. Gần nay đến mẫu trời ơi, ghê quá ông người nói nữa. Tết nhất rồi mà cứ nói ghê quá. Ma chẳng mạnh gớm quá.
Anh Mạnh vừa đi đâu về đấy anh Mạnh? Thanh mà đến không có gái em ngắm mà. Anh cần một tách cà phê mỗi ngày và chiều hoa sương rồng trên cỡ làm thứ anh chẳng lo dần nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau. Hãy thấy tôi dành tất cả cho người tôi yêu. À, anh muốn thử lại để làm clip cho mọi người xem. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà có thật anh mà làm cái clip thì chắc anh cũng không ra khỏi được cái nhà đấy đâu. Đói đi kiếm gì ăn à? 5:30 đói lắm. Em hát anh bài chiều hôm ấy. Em tên là Nhung. Điều Nhung cứ gọi em là Nhu, đừng gọi em là Như. Em phải tên là Như đâu. Nhu là viết tắt của Nhung đấy. Điều gì đó trong lòng em nhớ làm cho quá mi lệ rơi. Chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Và ngày hôm nay đây em còn chúc cho anh em một người em yêu và một người yêu người em yêu. Đúng rồi, em đang bị mỏi chân. Ngày này năm ngoái anh vẫn ra được mà. Khiếp ghê quá. Em đang ngồi trên giường. Chị em không được ngồi ghế nên là khoanh chân rất là mỏi. Chiều hôm ấy anh nói với Nhung rằng mình không nên gặp nhiều hỡi người ơi. Anh đâu biết em đau thế nào. Trời ơi mỏi quá má. Mai phải để cái gì xuống ngồi cho đỡ mỏi chân. Thật ra là nó vẫn mỏi nhưng mà có cái đệm ở dưới thì nó sẽ không bị đau chân. Vì ngồi cái chiếu ấy lâu ấy nó bị lằn chân lên. Rằng mình không nên gặp nhiều nữa người ơi. Anh đâu biết em đau thế nào. Ôi nấc. Và mong đó chỉ là mơ, vì em còn yêu anh rất nhiều. Giọt buồn làm nhòe đi dòng kề mặt. Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em không cho cuộc tình chúng mình, cỡ sao còn yêu nhau mà mình không thể nén được với nhau. Vì em đã sai hay bởi vì bên anh có ai kia. Chẳng ai có thể yêu nổi được trái tim khi đã lớn yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên nhu đành lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi soi ngược. Nhìn người mình thương ướt nhẹ mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng Dung có ai quen không nhỉ? Em. Chính là em quen là đủ rồi. Chỉ cần quen em là đủ rồi. Ai đang xem điện thoại nhỉ? Có ai đang xem điện thoại em? Ra ngồi cửa ga Đồng Đăng mọi người mới nói nhà đó trước buôn ma túy công an bắt chết cháu người. Thế đừng nói nữa, ghê quá. Ra đây mà không ngủ được đâu. Không, phải quen em chứ.
có thể không quen tất cả mọi người nhưng mà phải quen em. À đúng. Chẳng ai có thể yêu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống to hơn hay cứ mãi sợ lừng. Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay khiến người từng khiến nhu thay đổi là anh đã bay xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo. Thoát yêu một người vô tâm. Ra đêm hát nhá, để vừa sáng dậy hát khó lắm. Nghe một bài như kiểu hát kiểu tra tấn, kinh quá. Ít ra nghe vào ban ngày thì đỡ hơn một xíu, nghe buổi sáng sớm hay tổn lắm. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rơi lừa. Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng cứ nâng thay đổi là anh đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, bài à? Cảm ơn anh ý vợ thật rồi. Đấy nhá, bây giờ mình biết đàn ông là dối trá, chuẩn bị bị lấy vợ rồi mà bảo là ý vợ thật rồi. Đàn ông quả là những niềm đau. Yêu một người vô tâm gì? Em sớt nhưng mà lát em phải hát nha. Nghỉ tí đã. Thấy giọng em bị khàn chua. Bật bài không cần thêm một ai nữa. Thất tình từ từ đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ. Chuẩn bị nghe anh ồ ồ là anh nào này. Mặt em nó cũng trắng xóa thì mặt em nó không đen đấy thôi. Thế mà cũng cái lúc mà mặt đen thì là mặt em đen xì, lúc mặt trắng và mặt em trắng xóa. Anh bị làm sao ấy? Anh cứ bị làm sao ấy nhở? Chỉ một tình yêu đơn giản, yêu là không lừa dối. Thêm người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi. Và anh đến, là tôi đã tin anh là định mệnh đó. Giờ đây rất hay nhớ những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp. Chúng ta không thể xa nhau và giận nhau lâu. Có lẽ sinh ra là dành cho nhau. Làm sao đây trước mắt tôi là khi cả yêu thương sau lưng chỉ là dối trá. Unpredictable things you did to me. Làm sao tin khi anh bước cùng với oh oh. Bàn tay ấm em đã siết chặt với oh oh. Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi vì người đó là oh oh. Làm sao khi em vẫn cười với tôi. Anh để tên này từ khi anh mới dùng Zalo khoảng 5-6 năm rồi. Anh đổi đi, anh đổi thành chuẩn bị anh đổi thành bị lấy vợ đi, sắp bị lấy vợ đi. Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh tự feel. Để tên này đi thả thính à, bớt thính đi. Không về vợ đánh cho lại vào tại số. Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Ừ thật. Giờ là giông tố những ngày mưa. Nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai nữa. Anh không xem ra vụ đánh ghen à, gớm lắm. Nhưng mà anh mà lấy vợ rồi thì anh xem talk em thì anh xem chỗ nào kín kín nhá. Đừng để vợ phát hiện, không vợ anh đánh ghen em vô tội, em sợ lắm.
Em không làm gì có tội đâu nhá. Em ngoan lắm. Oh oh, làm sao tin khi em bước cùng với oh oh, bàn tay ấm anh đã siết chặt với oh oh, làm tôi qua bối rối phải quay mặt đi. Bạn gái dễ tính lắm á. Anh mới hiểu là càng những người hiền hiền ý, một khi đã điên lên thì không ai bằng đâu. Em toàn thế. Bình thường thì em cũng lành lành thôi, mà em mà điên lên thì chết với em. Sài Gòn đêm mưa, muốn nhắn cho em về dòng này em ngoan nơi em đã ngủ chưa. Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa. Đôi khi muốn nói, hít trong cuộc gọi rằng em còn ghét anh nhiều biết mấy, nhưng em không thể. Nhưng anh không thể nhìn thấy em đang trong tay người ấy. Đi trên đoạn đường về, nhiều lần cãi vã, nhiều lần nước mắt, nhưng sau tất cả đều như vụt tắt. Anh như chết lặng khi đứng trước mặt mình là yêu thương anh từng gìn giữ sau bao nhiêu cố gắng. Đâu phải là anh đâu, em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Câu chuyện coi như chấm dứt, mà theo bên mình bao ấm mức. Giờ là giông tố những ngày mưa, nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai nữa. Làm người qua bờ rồi dai quay mặt đi. Vì người đó là oh oh. Làm sao vui khi em vẫn cười vẫn cười. Làm sao tim khi anh nói rằng nhớ tôi. Làm sao quên em đã say đắm. Sao tên em đổi rồi mà vào bằng điện thoại vẫn không thấy đổi tên nhở? Chỉ cần một tình yêu đoạn tôi mà anh đang hỏi vì những giai điệu anh từng phiên. Vẫn tên cũ nhở? Tìm về những dấu chân. Bờ vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng. Nhưng đôi chân em bước cùng ai đó, đâu phải là du đâu. Anh quay lên khi anh đã có một người cạnh anh lâu. Nhu Nhu ID đít 97. Sao đi không phải ID đít 96 nhỉ, đúng năm sinh nhỉ. Ngày hôm ấy anh chào hiểu cậu hai. Yêu một người, yêu một người vô tâm nha. Ông nào chửi tôi đấy. Hát chị ơi, ai chửi đúng không? Kênh bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm. Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng. Đời anh mới biết đêm xa, tên anh chẳng chút nghi ngại. Vì yêu không nên em trao hết tương lai. Tại sao không giống như xưa, đến lúc nước mắt thấy mưa, nhưng hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quýt thua ban đầu anh giờ đâu rồi đâu thấu đến ngàn lời nhớ một thời ai hứa không xa rời. Đêm bà ý biết sở thích của anh, đêm lọ mọ lên thóc hoặc xem đá bóng và nghe chuyện trên YouTube. Anh yên tâm, lúc yêu thì thế thôi, cái lúc mà lấy về rồi thì anh nào ăn vả. Công an phường nhắc đấy, nhắc gì. Ngồi ô cửa là mưa rơi, em phải trách mình ngây thơ. Tại sao cứ để anh quan tâm nhiều hơn? Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ chỉ vì
giữ dây tơ tình mình. Noel anh còn đưa nó về công ty ở Bắc Ninh, sướng nhỉ. Ai cũng sắp rồi lấy vợ lấy chồng rồi, mỗi mình không được lấy thôi. Thích lấy lắm rồi mà không được lấy. Ít. Ngồi em anh có yêu ai, quan tâm chăm sóc cho ai, mà sao anh có tâm với em hoài. Rồi bỗng sét đánh bên tai, người nói tất cả đã phai, chẳng có gì tốt trên đời mãi. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa, quấn quýt thua ban đầu anh giờ đâu nhớ. Đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến ngàn lần. Nhớ một thời ai hứa không xa rời. Có lần em hát bài này em khóc ấy. Nghĩ lại thật là thốn. Đợt đấy là đợt có đợt mấy sâu liền, sâu nào cũng ngồi khóc. Ê ơi nghĩ lại thật là tưởng. Yêu đuối quá. Ngồi nói chuyện bình thường, anh nói luôn anh hay đi đá bóng và cũng hay lượm mọ xem bóng đá. Rõ ràng là xem gái lại bảo xem là bóng điêu thế. Lúc đấy là buồn nhiều chuyện. Đấy là cái khoảng thời gian mà kiểu như mọi thứ sụp đổ trước mắt. Chuyện gì nó cũng không suôn sẻ, cảm thấy khó chịu. Cảm thấy bứt rứt mà không kìm nén được cảm xúc. Bây giờ thì có cho tiền không khóc được. Con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Hát nốt bài có em chờ nha. Về nhà anh nhé, có nhu chờ. Tuy em một tuần chưa đánh răng nhưng mà vẫn có môi mềm thơm thơm. Từ lần đầu tiên môi hôn cho nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi hơi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông nhu yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà nhung nhé, có anh chờ. Môi mềm thơm thơm, có sự vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có nhu chờ. Anh nhu không phải như đọc sai tên là em biết là sổ thủ vật mùng một em tế đấy. Đọc đúng tên đi. Một là nhung hai là nhu, không phải là như nha. Đây là người cùng nhắc nhá. Rõ ràng để nhu nhu. Mừng hoặc idol bị phản bội rồi. Dấu đầy đủ, dấu má đầy đủ thế kia. Đọc là như không, không chứ anh cũng gặp một idol khóc. Đúng mà, mỗi lúc mà ai có chuyện buồn ý, thật ra lên sâu là cùng kiểu mọi người không kìm nén được thôi, thì mọi người mới khóc thôi. Không sợ hỏng mic à? Hỏng sao được mic, hỏng mic kiểu gì? Hỏng mic thì mua mic mới. Em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài. Nhiều cái lúc mình khóc tất cả im lặng luôn, không ai trêu nữa. Người đàn ông như yêu đôi khi
có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có nhiều chờ, có môi mềm thơm thơm, có sự vì mỗi bơ cơ, xuân hạ thu đông đều có nhiều chờ. Chào anh ra. Lúc đấy mà đang buồn mà ai trêu chắc là đấm một phát vỡ màn hình khỏi sâu luôn. đấm khỏe đám. Mắt mình phải sao những kiểu mắt hít nhở. Em thích bạo lực mà. Em thấy em hay rủ mọi người đánh nhau à? Tình yêu là như anh sẽ lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên lô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Yêu và yêu và yêu thế thôi. Mặt mình bắt đầu lại đỏ đỏ ấy. Mặt em cứ mỗi lúc mà bị đỏ ấy. Thì hiểu sao ấy. Khổ tâm hết sức mà. Cả hát nước mắt cứ chảy nhìn thương thật. Có lúc hôm bài đầu tiên thì đang hát thì khóc. Bài thứ hai thì hát xong rồi không hát được nữa. Xong rồi về sau cả show ngồi im luôn. Chỉ nghe nhạc cả nói chuyện thôi. Không hát nổi mà. Mức mà hát là cứ khóc ấy, cứ bị làm thao ấy. Không, chỉ có lúc em buồn chuyện của em thì em mới khóc thôi. Còn người ta kêu em thế nào em không bao giờ em khóc luôn. Dù ngày trôi nhanh đi rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là người yêu cũ của anh tên Nhung à? Vậy mà sau khi người yêu cũ của em cũng tên là Nhung. Đi cùng vắng tay, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Mai lên bà Triệu khám mắt xem lại tuyến lệ nhé. Sinh ngày 9/9/97 á. Người yêu cũ em thì sinh ngày 20/1/96. Nên đây chủ yếu xả chết. Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu em. Rồi thì cứ thế. Rồi anh còn gì muốn nói không? Anh nói đi. Chả thấy xả đâu thì thấy stress thêm. gặp mọi người thì có thể xả chết. Nhưng mà gặp được em thì chỉ có thêm thôi, không có bớt. Càng nhiều càng ít, mà càng ít thì lại càng stress nhiều. Giờ anh muốn yêu Nhung á, đau một lần chưa đủ anh. Vẫn muốn lần nữa. Được nói, được hát, được cười, được tức. Được phỉ nữa. Trước em, bây giờ thì nhớ lại cái đợt mà bắt đầu mới làm hot ấy. Lúc ấy bắt đầu khép nép lên ạ. Úi dồi ôi, chào từng người một. Trước cái room 14 chứ. Ở đây em làm room 14. Nó tích chát đông dã man luôn. Khiếp. Chào hết cả ngày mất. Úi dồi ôi, chào. Sao không chào nữa. Chào mấy người, chào mình thôi. Cả hay xem mình thôi. Nghĩ lại thấy mình hơi ngu. Đợt mới vào mà có biết gì đâu. Xong rồi hát lại còn cứ run. Bây giờ thì như con điên thần kinh trốn chạy. À mà này Nhu, hôm qua ngồi với mấy ông ở Vĩnh Tuy. Anh sẽ về. Họ Dương Vĩnh Tuy có nhiều chỗ mà.
Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Em cũng họ Gươm á. Mặt trời ở đâu cũng sáng như thế. Không. Không có anh. Chắc là cùng họ thôi, ở Vĩnh Tuy nhiều họ Dương mà. Người ta là con cháu của Dương Văn Minh, nhưng mà em là họ hàng xa của Dương Quá. Cười gì? Tâm sự thật, con cháu của Dương Quá mà. Cười gì? Mọi người không thấy em xinh như cô à? I just wanna be with you. I just wanna be with you. Mình thì con cháu thôi, không được bằng cô ngày xưa, nhưng mà được cái cũng lấy lấy. Không được đáng yêu như cô và xinh đẹp như cô, nhưng mà được cái lấy. I just wanna be, wanna be with you. Sao em thắc mắc là tổ tiên em ý Dương Quá ấy. Mình gọi là vợ là cô thì phải gọi Dương Quá là chú chứ. Sao lại gọi là Dương Quá nhỉ? Dị thế. Cái gì? Yêu mất rồi từ giờ quan tâm em nè. Thôi đi đừng yêu nữa. Em thấy mấy người toàn nói thế thôi. Chào tớ Rí. Tàn bảo úi rồi. Anh yêu Nhu. Anh thương Nhu lắm. Anh chỉ xem sâu Nhu thôi. Nhưng mà anh phải đấy, viết đến đấy nhá, comment đến đấy. Nhưng mà trong đầu nghĩ em tin người vãi. Anh phải xem sâu nhiều idol khác nữa. Anh phải yêu nhiều người nữa. Trái tim em, trái tim anh nhiều ngăn lắm. Thôi bớt, bớt đi. Bà mà là cô tôi nguyện chặt tay á. Anh chặt tay thì vợ anh buồn đấy. Anh không được chặt tay vì đứa gái khác ngoài vợ của mình đâu. Nếu mà anh có xem gái mà bị vợ anh phát hiện thì anh bị chặt tay là đúng. Nhưng mà nếu mà anh tự nhiên anh chặt tay vì em thì anh sai rồi, anh quá sai rồi. Anh xin lỗi vợ anh đi. Anh xin lỗi cả em đi. Em không cho phép anh chặt tay vì em đâu. Chào anh Bon. Đâu làm mình gặp anh Bon. Nhu trợn mắt giải tán nó đông á. Em mắt hít làm sao mà trợn được. Cô chú anh ấy đều hỏi con ế rồi à. Thế giới này thật là nhỏ. Không nhìn được cái gì hết. Trời ơi một câu mà ai. Ừ anh mới ra viện. Thiết em thấy anh lúc gặp anh cũng chỉ có ở viện và ra viện thôi. Cuộc sống rất là tẻ nhạt. Thì em có phải cô đâu mà anh chặt tay. Không, em bảo là em là con cháu của cô. Em không phải là cô. Em không thích làm cô. Bởi vì cô có xinh và giỏi võ thật đấy. Nhưng mà lại bị Doãn Chí Bình nó làm liều quá. Không, em không thể thế được. Đừng ai hỏi em chuyện lấy trường. Đã làm liều rồi bà cô lại còn tưởng bở nữa chứ. Tưởng bở là Dương Quá chứ. Quá đáng đấy. Kiểu có tiếng không có miếng ấy. Khổ Dương Quá. Khổ cụ tổ nhà mình quá. Cô cũng ham hố. Vẫn là cô ham hố luôn. Thì người ta cứ tưởng là Dương Quá thôi mà, làm gì mà căng. Anh là Doãn Chí Bình, Doãn Chí Bảo à? Anh là Doãn Chí Bảo hả? Em ghét những thằng nào đây là Doãn Chí Bình, bởi vì nó đã làm cô của em tưởng tưởng họ tưởng cụ tổ nhà em là người mà làm trò đấy. Ai kêu bịt mắt lại làm chi á? Cô sống ảo á?
Ờ đúng rồi. Bởi vì thế là em bây giờ em cũng bị sống ảo ấy. Em hay lên Facebook em tự sướng rồi em up ảnh. Em chụp khoảng ít nhất là 5 cái hoặc là đến 10 cái. Có lần mà buồn buồn tay ấn 20 cái xong em chọn ra một cái để up. Vừa đấy. Anh nói cô sống ảo em công nhận. Em lây được cái tình đấy đấy. Không nhờ có lần cũng chụp một cái up luôn thật. Mà có lần chụp 20 cái chọn ra một cái. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Đúng rồi. Nhưng mà sống ảo trong phạm vi cho phép thôi, không được ảo quá. Nếu mà ảo quá thì phải ảo nữa. Chuẩn bị đi chợ ấy, chuẩn bị ăn lẩu cái gì. Trưa nay mình sẽ không rửa bát, nhất quyết không rửa. Mấy hôm trước đi ăn liên hoan hôm nào cũng phải rửa bát ổ. Quê rửa nhiều vẫn là nhiều ạ. Hôm nay ở nhà mình bảo là mình không rửa. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đời. Lần trước ở nhà chúng nó có rửa đâu. Em phải rửa đấy. Hai hôm liền 30 và mùng 1 đều phải rửa nhà chúng nó đấy. Khổ thế đấy. Hôm nay ăn liên hoan toàn là talk thôi. Quen nhau qua talk nhưng mà lại chơi được nhau. Mùng 10 anh ra Hà Nội gặp Nhung á. Eo ơi, gặp cái gì mà gặp. Chào Thắng. Ở nhà không ai rửa. Có em gái thôi. Em có em gái. Nhưng mà làm sao. Trưa nay em gái em nó đi chơi rồi. Em không rửa đâu, kệ mọi người. Hôm nay mà ở nhà đến phát cho biết. Ai cho đến mà biết. Ôi vô duyên dễ sợ. Chào anh Văn Đại, chào anh Kiên Lê. Ôi người này có người sâu. Trước thì cũng có người sâu mà sau giờ này cũng có người sâu, yên tâm là như thế. Zoom room này là 24/24 á. Em phải dụ anh dai nắng rửa hộ chứ. Anh yên tâm, em chỉ cần em ngồi đấy mặt em xị ra một phát là phải vào rửa ngay. Rửa xong rồi em lại cười hớn hở mà. mình phải sống khác đi. Mình không nên hiền quá, không nên tin người quá. Thì mình hay bị lừa đấy. Vậy gì nhỉ? Còn một phút nữa thôi. I love you. 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 Người lạ ơi. Ôi cúm rồi, chảy nước mũi rồi này. Yêu nè. Yêu nè. Cậu có làm gì thì mình vẫn ghét cậu thôi. Không cần phải làm trò đâu. Chẳng quen.
ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong. Tôi anh bùng phát thì 8 giờ anh dậy chào mọi người. Bye bye. Hôm nay em sâu lúc 3 giờ chiều bên 77 nữa nhá. Mọi người vào chơi nhá. Hết giờ rồi, bây giờ đợi idol sau lên nhá. Để tôi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yêu đương. Ông có anh Kha dặn em là nếu mà idol sau không lên thì ngồi sâu. Và chắc không đến mức ngủ quên đâu. Vừa năm mới năm me ngủ quên đen lắm. Mọi người ơi, sao phải đi học rồi. Nhu thì bây giờ học xong hết rồi, còn có hai cái tín chỉ nữa thôi. Mọi người đến hoàn trận làm sao Nhu đi hết giờ đấy. Muốn đi học mà không được á? Anh học gì ra đây em dạy cho. Em thì giỏi nhất là khoản nào? Khoản gì nhỉ? Em thấy biết em giỏi khoản gì em nghĩ đã. Chân thành vì dẫu sâu màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi. Cõi lòng hoài sơ hôm nay tôi dậy sống là bình thường rồi. Vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, mọi người không bao giờ nhắc về quá khứ. Chả biết, trùng hợp thôi. Mình có quen nhau đâu mà mình biết được. Không. Thì mình hôm nay nhân ngày nhân còn 3 ngày nữa là tròn 1 tháng mình quen cậu, mình sẽ tặng cậu bài này. Đây bài này. Mình thích bài này lắm. Anh đã có thật là người con trai và yêu em mong bất kỳ một ai, nhưng có một em lại đợt thêm hai. Như em biết điều em nói không sai, hãy xác định lấy một câu bye bye cho tình yêu em sẽ có ngày mai. Và em khuyên vì sợ anh đi cay, riêng mình em không cần anh quay lại. Ngày bài này lần trước một thời em thích lắm, cả một tháng thì em chỉ bật một bài đấy thôi. Học yêu. Em thì em không, em nghĩ là em chưa đủ trình độ để học yêu, à dạy người ta yêu đâu. Anh không muốn ai phải buồn nên em sẽ ra đi luôn. Hai. Ơi bye mọi người nhé. 3 giờ chiều.